Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Của Tứ Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ rất hay, đỉnh cao của danh thủ vương thứ nhất, cao thủ số 1 trên bảng phong thần, khi anh đại chiến cùng kỳ thủ cầm mên đỏ đỉnh tiên là Mạc Tử Kiện trong vòng 16 của giải cờ tướng rất cấp bên tái năm 2022. Kính mời các bạn cùng đón xem. Ván cờ Mạc Tử Kiện cầm mên đỏ đỉnh tiên và chấn thần vương thứ nhất anh cầm mên đen.吃。 将军，吃。
将军。将军。将军。将军。吃吃吃将军。将军。将军。吃。Tiếp theo giao phần cờ cho xe bình 3 đến từ ngoại ti lên khách. Thì trong bối cảnh trên, bên tiên buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay bên đỏ không thể chạy xe. Chạy xe là phần cờ xe 3 thuế 1 là thua ngay. Còn trong bối cảnh đấu đi thì pháo đen chuyển qua. Hình cờ trên thì bên tiên vẫn thua về cờ tàn. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên màn thi triển đỉnh cao của danh thủ vương thứ nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.